thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, do ảnh hưởng của sóng to và gió cấp 8, cấp 9 vào rạng sáng ngày 13 tháng 2, tuyến kè Nhà Mát thuộc phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã bị sụp và đổ gãy, đe dọa sự an toàn của hàng chục hộ dân quanh khu vực này. Khoảng 3 giờ sáng ngày 13 tháng 2, sóng to và gió lớn liên tiếp đánh vào tuyến kè Nhà Mát. Có thời điểm sóng dâng cao hàng chục mét đã làm nhiều đoạn kè bị hư hỏng rất nghiêm trọng. Ghi nhận vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, 20 mét kè Nhà Mát đoạn từ nhà hàng Hương Biển, khu du lịch Nhà Mát đến đồn biên phòng Nhà Mát bị sóng lớn phá vỡ. Những cột sóng cao trên 2 mét đã cuốn phăng đoạn kè ra khơi. Sóng lớn cũng liên tục đánh vào bờ tràn vào nhà dân gây ngập úng. Quan sát cho thấy một đoạn kè dài hơn 20 mét bị sụp và gãy đổ xuống phía bờ đê. Nhiều đoạn kè bị hư hỏng nặng có thể tiếp tục bị sụp và đổ gãy nếu có sóng to và gió lớn trong ngày hôm nay. Ngay trong sáng ngày 13 tháng 2, lực lượng bộ đội biên phòng, công an và các ngành có liên quan cùng người dân đã dọn dẹp nhà cửa và khắc phục tuyến kè bị sạt lở này.